Như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân đều có thói quen đi mua vàng để lấy may đầu năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo ghi nhận từ ngày hôm nay mùng 9 tháng Giêng, các điểm kinh doanh vàng đã khá nhộn nhịp. Từ đầu giờ sáng ngày hôm nay thì một địa điểm kinh doanh vàng của SCC ở thành phố Hồ Chí Minh thì đã có khá đông người dân đến đây để mua vàng lấy may trong những ngày đầu năm mới. Mặc dù ngày mai mới là ngày vía thần tài ngày 10 tháng Giêng, tuy nhiên thì nhiều người dân cho biết rằng là họ vẫn lựa chọn ngày hôm nay để mua vàng vì thứ nhất là hôm nay là ngày nghỉ và thứ hai là để tránh tình trạng đông đúc vào ngày mai. Vào ngày vía thần tài thì mình cũng muốn là đầu năm thì mình mua vàng. Xong rồi mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, mình kiếm tiền. Cuối năm mình sẽ mua vàng nhiều hơn. Thật ra năm nay thì bởi vì mùng 10 là vào ngày thứ hai là ngày làm việc. Cho nên là mình cũng sắp xếp để mùng 9 đi mua. Ra mùng 9 là vía Ngọc Hoàng thì cũng là ngày tốt. Năm nay cũng là ngày tốt để khai trương nữa. Ngày thần tài mà. Tất cả khách hàng người ta sẽ đổ về công ty, mấy cửa hàng kinh doanh bán lẻ. Thì như sợ người ta sợ ngày mùng 10 nó đông khách thôi. Khách đông quá là chen lấn này nọ rồi không có. Chính thì có thể là nó cái lượng khách nó vắng hơn. Ngoài các sản phẩm truyền thống như vàng miếng, vàng nhẫn, hình thần tài vẫn luôn hút khách trong ngày hôm nay, thì năm Giáp Thìn với linh vật rồng, các đơn vị kinh doanh vàng khá đầu tư trong khâu chế tác, xây dựng câu chuyện cho các bộ sưu tập vàng với chủ đề xung quanh linh vật của năm. Cũng vì vậy, mẫu mã và giải giá của các sản phẩm năm nay được đánh giá đa dạng và phong phú hơn mọi năm. Năm rồng thì là lúc nào cũng cảm giác là làm cái gì nó cũng là bay lên, cao lên này nọ, là quan điểm là làm phất lên như rồng vậy đó. Thì mình thấy là năm nay nhiều mẫu mã rất là đẹp. Hình rồng, hình phát, hình tài thì mình cũng chọn riêng cho mình một cái chữ là chữ lộc, hình rồng. Mong muốn là mang đến một cái năm là may mắn. Coi như là làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền tài như ý. Giá vàng trong nước không ngừng đi lên trước ngày thần tài là ngày mùng 10 tháng Giêng. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC được niêm yết với giá mua vào là 76 triệu đồng một lượng và bán ra là 78,6 triệu đồng một lượng, tăng khoảng 600.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Dù giá vàng trong nước đang neo ở mức cao, tuy nhiên điều này không mấy ảnh hưởng đến nhu cầu mua vàng lấy may của nhiều người. So với hôm qua, hôm nay giá vàng SJC giảm khoảng 300.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng hạ nhiệt xuống còn khoảng 64,7 triệu đồng một lượng bán ra sau khi có thời điểm lập đỉnh là 65-66 triệu đồng một lượng vào ngày 17 tháng 2.